Sách Thi Thiên chương 65. Cảm tạ ơn phúc dư dật của Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời, tại Sion thật đáng ca ngợi Ngài và giữ trọn lời hứa nguyện với Ngài. Lạy Chúa là đấng lắng nghe lời cầu nguyện, mọi loài xác thịt đều sẽ đến với Ngài. Dù sự gian ác áp đảo con, nhưng Chúa tha thứ tội lỗi chúng con. Phước cho người được Chúa chọn và được phép đến ở trong hành lang Ngài. Chúng con sẽ được thỏa mãn với những điều tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi chúng con. Chúa đáp lời chúng con bằng những việc công chính đáng sợ. Chúa là niềm hy vọng của những người ở tận cùng trái đất, cũng như những kẻ ở tận biển xa. Chúa dùng quyền năng mà lập nên những núi non. Ngài thắt lưng bằng sức mạnh. Chúa dẹp yên biển cả gầm vang, ba đào gào thét. Ngài cũng dẹp yên sự náo loạn của các dân. Những người ở tận cùng trái đất thấy phép màu của Chúa đều sợ hãi. Chúa khiến buổi hừng đông và buổi hoàng hôn cất tiếng vui mừng. Chúa thăm viếng đất và tưới nó, làm cho nó phì nhiêu, khiến dòng suối của Đức Chúa Trời đầy nước. Ngài chuẩn bị đất để cung cấp ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các luống cày, san bằng các mô đất, ban mưa nhuần làm cho mềm đất và ban phước cho hoa lợi. Chúa lấy sự nhân từ làm vương miện đội cho năm tháng. Các bước Chúa đi qua làm cho đất màu mỡ, khiến đồng cỏ nơi hoang mạc thêm mỡ màng và núi đồi đều sung sướng reo vui. Đồng cỏ đầy bầy chiên, các thung lũng bao phủ bằng ngũ cốc, khắp nơi đều ca hát reo mừng. Sách Mát chương 15. Đức Chúa Giêsu trước mặt Phi-lát. Vừa tảng sáng, các thầy tế lễ cả họp bàn với các trưởng lão, các thầy thông giáo và cả hội đồng công luận. Họ trói Đức Chúa Giêsu rồi giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi Ngài: "Ngươi có phải là vua dân Do Thái không?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Chính ngươi đã nói thế." Các thầy tế lễ cả cáo buộc Ngài nhiều điều. Phi-lát lại hỏi Ngài: "Ngươi không đối đáp gì sao? Hãy xem, họ tố cáo ngươi nhiều quá." Nhưng Đức Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, đến nỗi Phi-lát phải ngạc nhiên. Vào dịp lễ, Phi-lát thường trả tự do cho một tù nhân mà dân chúng yêu cầu. Bây giờ có một người tên là Baraba, bị tù chung với những tên phiến loạn, là những kẻ đã can tội giết người trong lúc nổi dậy. Dân chúng đã kéo đến và xin Phi-lát thực hiện điều ông thường làm cho họ. Phi-lát hỏi: "Các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các ngươi không?" Vì ông biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp Ngài do lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả lại xúi dục dân chúng xin Phi-lát tha Baraba. Phi-lát hỏi tiếp: "Vậy thì các ngươi muốn ta xử thế nào với người mà các ngươi gọi là vua dân Do Thái?" Họ lại la lên: "Hãy đóng đinh nó trên cây thập tự." Phi-lát hỏi họ: "Nhưng người này đã làm điều ác gì?" Họ càng hét lớn hơn: "Hãy đóng đinh nó trên cây thập tự." Vì muốn làm vừa lòng dân chúng, Phi-lát đã tha Baraba. Sau khi đánh đòn Đức Chúa Giêsu, Phi-lát giao Ngài cho chúng đem đi đóng đinh vào thập tự giá. Quân lính giải Đức Chúa Giêsu vào trong dinh tổng đốc. Cả đội binh đều được huy động về đó. Họ khoác cho Ngài một chiếc áo điều và đội cho Ngài một mão gai đang sẵn. Rồi chào Ngài: "Lạy vua dân Do Thái." Chúng lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài, khạc nhổ trên Ngài, rồi quỳ lại Ngài. Sau khi đã chế nhạo Ngài, quân lính được lột chiếc áo điều ra, mặc áo của Ngài vào và dẫn ra ngoài để đóng đinh vào thập tự giá. Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh. Họ bắt một người qua đường vác thập tự giá của Ngài. Người này tên là Simon, người Cyrene, là cha của Alexander và Rufu, vừa từ miền quê lên. Họ đem Đức Chúa Giêsu đến một nơi gọi là Gogotha, nghĩa là đồi sọ. Họ cho Ngài uống rượu pha với mộc dược, nhưng Ngài không uống. Khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự giá rồi, họ chia nhau y phục của Ngài, bắt thăm để xem ai được phần nào. Lúc họ đóng đinh Ngài vào khoảng 9 giờ sáng, án Ngài được ghi trên bảng là
vua dân Do Thái. Cùng với Ngài, họ cũng đóng đinh hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Những kẻ đi qua đó đều chế giễu, lắc đầu và nói: "Ê, ngươi là người có thể phá hủy đền thờ và xây lại trong 3 ngày, hãy tự cứu lấy mình và xuống khỏi thập tự giá đi." Thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng chế nhạo Ngài như vậy. Họ nói với nhau: "Nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu mình. Hỡi Đấng Christ, vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi thập tự giá đi để chúng tôi thấy và tin." Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mang nhiếc Ngài nữa. Sự chết của Đức Chúa Giêsu. Khoảng giữa trưa, bóng tối đã bao trùm khắp đất cho đến 3 giờ chiều. Đến 3 giờ chiều, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Nghĩa là: "Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con?" Nghe vậy, vài người đứng gần nói rằng: "Xem kìa, nó gọi Eli." Một người chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, gắn trên đầu cây sậy, đưa cho Ngài uống và nói: "Hãy đợi xem Eli có đến đem nó xuống không." Nhưng Đức Chúa Giêsu kêu lên một tiếng lớn, rồi trút hơi thở cuối cùng. Bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Viên đội trưởng đứng đối diện, thấy Ngài trút hơi thở cuối cùng như vậy thì nói: "Thật, người này là con Đức Chúa Trời." Cũng có những người phụ nữ đứng nhìn từ xa, trong số này có Mary Madeleine, Mary mẹ của Gia-cơ nhỏ và Joseph, cùng Salome, là những người đã theo và phục vụ Đức Chúa Giêsu khi Ngài còn ở Galilee. Cũng có nhiều phụ nữ khác, là những người đã cùng lên Jerusalem với Ngài. Sự an táng Đức Chúa Giêsu. Trời đã gần tối, ngày hôm ấy lại là ngày chuẩn bị, tức là ngày trước ngày Sa-bát, nên Joseph, người Arimathe, một nghị viên khả kính của hội đồng công luận, người này trông đợi vương quốc Đức Chúa Trời, đã mạnh dạn đến chỗ Phi-lát xin thi hài của Đức Chúa Giêsu. Phi-lát ngạc nhiên là Ngài đã chết, nên gọi viên đội trưởng đến để hỏi xem Ngài đã chết thật chưa. Khi đã nghe viên đội trưởng tường trình, Phi-lát giao thi hài cho Joseph. Ông mua một tấm vải gai rồi đem Ngài xuống, dùng vải khâm liệm Ngài và đặt vào một mộ phần đã được đục sẵn trong đá. Rồi ông lăn một tảng đá chặn cửa mộ lại. Mary Madeleine và Mary mẹ Joseph đều thấy nơi an táng Ngài. Sách Ô-xê chương 11. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với Israel. Khi Israel còn thơ ấu, ta đã yêu mến nó. Ta đã gọi con trai ta ra khỏi Ai Cập. Ta gọi nó chừng nào, nó càng trốn tránh ta chừng nấy. Chúng đã dâng tế lễ cho các tượng Ba Anh và đốt hương cho tượng chạm. Dù vậy, ta đã dạy Ephraim bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ nó. Nhưng chúng chẳng biết rằng ta đã chữa lành cho chúng. Ta đã dùng dây nhân từ, dùng sức yêu thương mà kéo chúng đến. Ta đã như người cởi ách khỏi hàm chúng và cúi xuống để cho chúng ăn. Chúng sẽ không trở về đất Ai Cập nữa, nhưng người Assyri sẽ làm vua của chúng vì chúng không chịu trở lại cùng ta. Gươm đao sẽ hoàn thành trên các thành của chúng, phá hủy các then cửa và nuốt sạch chúng vì các âm mưu của chúng. Thật, dân ta quyết ý từ bỏ ta, cho dù chúng kêu cầu Đấng Chí Cao, ta cũng không đỡ chúng dậy. Hỡi Ephraim, làm sao ta bỏ ngươi được? Hỡi Israel, làm sao ta đành giao ngươi cho kẻ thù? Làm sao ta đối xử với ngươi như ác ma hay như với Sê-bu-im được? Tim ta rung động, lòng thương xót của ta như nung như đốt. Ta sẽ không thi hành cơn phẫn nộ ta và sẽ chẳng tiêu diệt Ephraim, vì ta là Đức Chúa Trời chứ không phải là người. Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi. Ta chẳng đến với ngươi trong cơn thịnh nộ. Chúng sẽ bước theo Đức Giê-hô-va, Ngài gầm thét như sư tử. Vâng, Ngài sẽ gầm thét,
Con cái Ngài sẽ từ phương Tây run rẩy mà đến, chúng sẽ run rẩy mà đến như chim từ Ai Cập, như bồ câu từ đất Assyri. Ta sẽ khiến chúng trở về nhà mình, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 12. Tội lỗi của con cháu Gia-cốp. Ê-phra-im lấy sự nói dối, nhà Israel lấy sự lừa phỉnh mà bao bọc ta. Nhưng Giu-đa vẫn đi với Đức Chúa Trời và giữ lòng trung tín với Đấng Thánh. Ê-phra-im chăn giữ gió, suốt ngày chạy theo gió đông, cứ gia tăng lời dối trá và bạo tàn. Chúng lập giao ước với Assyri và đem dầu sang Ai Cập. Đức Giê-hô-va lên án Giu-đa và trừng phạt Gia-cốp theo đường lối nó. Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó làm. Trong bụng mẹ Gia-cốp đã nắm gót anh mình. Lúc trưởng thành, nó đấu tranh với Đức Chúa Trời. Nó vật lộn với thiên sứ và thắng cuộc. Nó khóc lóc và xin ơn thương xót. Ngài đã gặp Gia-cốp tại Bê-tên. Và tại đó, Ngài phán dạy chúng ta. Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Vậy, ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời ngươi, giữ lòng nhân từ và tính công bằng, và luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi. Là tay buôn bán, nó cầm cân giả trong tay, nó ưa bóc lột. Ê-phra-im từng nói, thật, ta đã giàu rồi, ta đã có nhiều của cải cho mình. Trong mọi việc ta làm, chẳng hề thấy một việc gian ác nào để gọi là tội lỗi. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, từ khi ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ta sẽ lại cho ngươi ở dưới cái trại như trong những ngày lễ hội kiến. Ta cũng đã phán với các nhà tiên tri, chính ta đã gia tăng các khải tượng, dùng các nhà tiên tri mà dạy dỗ bằng ngụ ngôn. Và là ách đầy gian ác, chắc chắn chúng sẽ thành hư không. Chúng dâng bò đực trong ginh ganh, các bàn thờ của chúng không khác gì những đống đá trên các luống cày ngoài đồng ruộng. Gia-cốp trốn sang đất Aram, Israel làm tôi để được vợ, vì để có vợ mà phải đi chăn bầy. Đức Giê-hô-va dùng một nhà tiên tri đem Israel ra khỏi Ai Cập và cũng dùng nhà tiên tri canh giữ nó. Ê-phra-im đã khơi dậy cơn giận đắng cay, nên máu nó sẽ đổ lại trên nó, và Chúa sẽ báo trả sự nhục mạ của nó.